Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy dạy bài cuối cùng của chương 3 là bài số 5 khoảng cách. Nội dung của video này thầy chỉ dạy một lớn khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Sau khi học xong mục này, thầy sẽ giúp các em nắm vững kỹ năng xác định khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và tính toán khoảng cách này. Bây giờ, chúng ta vào học bài mới. Bài số 5 khoảng cách, mục 1 lớn khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Như các em đã biết, đường cao của một tam giác chính là khoảng cách từ đỉnh đến cạnh đối diện. Và khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng chúng ta cũng đã biết ở trong hình học phẳng. Đó là khoảng cách đoạn thẳng vẽ vuông góc từ điểm đó đến đường thẳng. Vậy thì trong không gian, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng được xác định như thế nào? Bây giờ chúng ta vẽ hình để chúng ta trình bày khái niệm này. Trước hết, thì vẽ một mặt phẳng. Mặt phẳng này là mặt phẳng alpha. Trên mặt phẳng này thì vẽ một đường thẳng A. Và thì lấy một điểm O bất kỳ nằm trong mặt phẳng này. Từ O thì xác định hình chiều H của O trên đường thẳng A. Tức là chúng ta vẽ OH vuông góc với đường thẳng A. Như vậy khoảng cách từ một điểm O đến một đường thẳng ở trong không gian nó cũng giống như khoảng cách từ một điểm O đến một đường thẳng nằm trong mặt phẳng. Bởi vì điểm O và đường thẳng A xác định một mặt phẳng. Mặt phẳng này chính là mặt phẳng giữa điểm O và đường thẳng A. OH là đoạn thẳng vuông góc với đường thẳng A. Khi đó người ta nói rằng H là hình chiều của O ở trên A. Bây giờ thầy thay đổi điểm O để các em quan sát. Khi điểm O trùng với điểm H thì ta nói rằng điểm O nằm trên đường thẳng A. Bây giờ các em nhìn từ trên nhìn xuống, các em sẽ thấy quan hệ vuông góc như sau. Các em thấy OH vuông góc với đường thẳng A. Đây là chúng ta vẽ ở trên hình lục phẳng. Như vậy thì khoảng cách từ một điểm O đến một đường thẳng A ở trong không gian cũng giống như khoảng cách từ một điểm O đến một đường thẳng ở trong mặt phẳng, bởi vì điểm O và đường thẳng A này nằm trong mặt phẳng mà ở cấp 2 chúng ta đã biết. Tuy nhiên ở trong không gian thì quan hệ vuông góc không được bảo toàn. Khi thầy nghiêng lại thì các em thấy góc giữa đường thẳng OH và đường thẳng A không còn là góc 90 độ nữa. Các em quan sát. Nó có thể trở thành một góc nhỏ như trên vẽ hoặc góc tù. Như vậy một góc bất kỳ ở trong hình học không gian là biểu diễn của một góc vuông cũng được, góc nhọn cũng được, góc tù cũng được. Bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát. Các em thấy góc vuông ở trong không gian có khi là góc nhọn, có khi là góc tù. Vị trí này thì góc giữa OH và A, các em nhìn vào hình vẽ là các em thấy góc nhọn. Nhưng qua vị trí này thì các em thấy góc giữa đường thẳng A và đường thẳng OH lại là góc tù. Vậy thì ở đây các em cần lưu ý khi vẽ một góc vuông trong không gian là chúng ta biểu diễn một góc tùy ý. Bây giờ chúng ta đi hình thành khái niệm khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng như sau. Cho một điểm O vào một đường thẳng A. Thì trong không gian, qua điểm O và đường thẳng A này xác định được
một mặt phẳng khi nào khi điểm O không thuộc đường thẳng A. GH là hình chiếu của O trên A, có nghĩa là OH vuông góc với đường thẳng A. Khi đó khoảng cách giữa hai điểm O và H là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng A. Và người ta ký hiệu khoảng cách bởi chữ D, mở một đơn điểm O phải đến đường thẳng A, có nghĩa là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng A. Từ đây chúng ta nhận xét rằng khoảng cách từ O đến A là bé nhất so với khoảng cách từ O đến một điểm bất kỳ trên A. Chẳng hạn thầy lấy một điểm bất kỳ ở trên đường thẳng A thì nối với điểm O ở trên hình vẽ, thì gọi điểm này là điểm M. Khi đó thầy nghiêng hình lại để các em thấy rõ điều này. Khi đó các em thấy OH là đường vuông góc, còn OM là đường xiên, mà đường xiên bao giờ cũng lớn hơn đường vuông góc. Vậy ta có thể nói OH là khoảng cách từ O đến đường thẳng A là bé nhất so với khoảng cách từ O đến một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng A này. Khi M trùng với H thì OM bằng OH là khoảng cách từ O đến đường thẳng A. Thế thì muốn xác định khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng A thì chúng ta làm thế nào? Muốn xác định khoảng cách từ O đến A, ta xác định đoạn vuông góc vẽ từ O đến A, tức là xác định cái đoạn thẳng OH. Và tính đoạn thẳng OH này chúng ta có rất nhiều cái tính. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng để chúng ta quay giải bài tập sau đây. Ví dụ cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A và SA bằng A. SA vuông góc với đáy, gọi O là tấm đáy, tính khoảng cách từ A đến SB. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình chóp. Đáy ABCD là hình vuông cạnh A. SA bằng A và vuông góc với đáy. Từ A chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ABCD. Trên đường thẳng này chúng ta lấy một điểm S. Chúng ta vẽ các cạnh B. Bây giờ chúng ta ghi đôi dài các cạnh vào. Đó là đáy là hình vuông cạnh A. SA vuông góc với đáy, SA cũng bằng A. Câu A là tính khoảng cách từ A đến SB. Muốn tính khoảng cách từ A đến SB thì các em để ý SA vuông góc với đáy. Do đó SA vuông góc với các đường thẳng nằm trong mặt phẳng này. Vậy SA sẽ vuông góc với AB. Mà tam giác SAB lại có AS bằng AB bằng A. Do đó tam giác SAB là một tam giác vuông cân. Vậy thì từ A chúng ta vẽ một đường thẳng vuông góc với SB thì đường thẳng này sẽ đi qua trung điểm của SB. Từ A chúng ta sẽ vẽ AH vuông góc với SB, với H là trung điểm của SB. Như vậy chúng ta đã xác định khoảng cách từ A đến SB, đó là chính là độ dài AH. AH vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến, do đó AH bằng 1/2 cạnh SB. Mà các em biết rằng tam giác vuông cân cạnh A thì cạnh huyệt sẽ bằng cạnh A nhân với căn bậc 2 của 2. Vậy AH bằng một nửa cạnh huyệt này bằng A nhân căn bậc 2 của 2 trên 2. Bây giờ thầy soi hình để các em quan sát.
Các em thấy tam giác SAB là một tam giác vuông cân, thấy à? H là trung điểm của SB. Chúng ta nhìn từ trên xuống, đây là một hình vuông cạnh A, hình chiều của S trùng với điểm A. Bây giờ thầy trình bày lời giải như sau. Ta có SA bằng AB bằng A. Vì SA vuông góc với đáy ABCD, cho nên SA vuông góc với AB như ký hiệu ở trên màn hình. Nên tam giác SAB là một tam giác vuông cân tại A. Rồi H là trung điểm của SB. Thì ta suy ra AH vuông góc với SB. Vậy khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng SB sẽ bằng đoạn AH. AH sẽ bằng 1 phần 2 của SB. Mà SB thì bằng A nhân căn bậc 2 của 2. Vậy bằng A nhân căn bậc 2 của 2 trên 2. Như vậy chúng ta đã tính xong khoảng cách từ A đến SB bằng A nhân căn bậc 2 của 2 trên 2. Như vậy muốn tính khoảng cách từ A đến SB, trước hết kém phải vẽ được cái đoạn thẳng vuông góc từ A đến SB. Sau đó chúng ta sử dụng các kiến thức hình học đã biết để chúng ta tính với dài. Ở trong trường hợp này, chúng ta tính đường cao của một tam giác vuông cân thì bằng nửa cân duyên. Bây giờ chúng ta sang giải câu B, tính khoảng cách từ A đến SC, suy ra khoảng cách từ tấm O đến SC. Trước hết, thầy vẽ tiếp hình. Thầy vẽ hai đường chéo để xác định tâm O. Để tính khoảng cách từ A đến SC, thì chúng ta sẽ vẽ cái đường cao của tam giác SAC vẽ từ A. Thế thì bây giờ chúng ta từ A, chúng ta sẽ vẽ đường cao của tam giác SAC. Thì gọi đường cao này là AI. Như vậy thầy đã vẽ xong đoạn thẳng AI vuông góc với SC. Thì AI này chính là khoảng cách từ điểm A đến SC. Thầy xoay hình để các em quan sát một lần nữa. Các em quan sát AI vuông góc với SC. AI là đường cao của tam giác SAC. Như vậy chúng ta đã xác định xong khoảng cách này. Bây giờ chúng ta tính AI. Chúng ta có tam giác SAC là một tam giác vuông tại A do SA vuông góc với đáy. Mà AI là đường cao với áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông là 1 trên AI bình phương bằng 1 trên AS bình phương cộng 1 trên AC bình phương. Từ đó chúng ta tính được AI. Bây giờ thầy trình bày lời giải. Ta có tam giác SAC vuông tại A. Từ A vẽ AI vuông góc với SC. Khi đó khoảng cách từ A đến SC chính là bằng đoạn AI. Ta có 1 trên AI bình phương sẽ bằng 1 trên AS bình phương cộng 1 trên AC bình phương.
thay AS bằng A và thay AC là đường chéo của hình vuông cạnh A sẽ bằng A nhân căn bậc 2 của 2 thì chúng ta sẽ được bằng 1 trên A bình cộng 1 trên A nhân với căn bậc 2 của 2 tất cả bình phương. Thực hiện phép tính này thì chúng ta được kết quả là 3 trên 2A bình phương. Vậy từ đây chúng ta suy ra AI bình phương bằng 2A bình phương trên 3. Vậy AI sẽ bằng A nhân căn bậc 2 của 6 trên 3. Như vậy chúng ta đã xác định xong khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng AC, đó chính là AI bằng A nhân căn bậc 2 của 6 trên 3. Bây giờ tiếp tục làm câu B là từ đó suy ra khoảng cách từ O đến AC. Vậy thì từ O thì sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc của AC như sau. Thì gọi OK là đường thẳng vuông góc với AC. Các em thấy trong mặt phẳng SAC thì OK vuông góc với AC và AI cũng vuông góc với AC. Do đó AI và OK này song song với nhau. Vì O lại là trung điểm của AC, do đó OK là đường trung bình của tam giác AIC. Mà đường trung bình của tam giác AIC thì có độ dài OK bằng 1/2 AI. Vậy từ đây chúng ta tính được độ dài OK. Bây giờ thầy tiếp tục trình bày lời giải. Vẽ OK vuông góc với AC. Do O là trung điểm của AC và OK thì song song với AI. Cho nên OK là đường trung bình của tam giác AIC. Suy ra OK bằng 1/2 AI bằng A nhân căn bậc 2 của 6 chia 3 chia 2 thì kết quả bằng A nhân căn bậc 2 của 6 chia 6. Vậy chúng ta kết luận là khoảng cách từ điểm A đến SC bằng A nhân căn bậc 2 của 6 trên 6. Và khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng SC là bằng AI sẽ bằng A căn bậc 2 của 6 trên 3. Thầy đã tô màu ở trên bảng. Như vậy thì qua bài hôm nay chúng ta đã biết cách xác định khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng là đoạn vuông góc vẽ từ điểm đó đến đường thẳng. Và tính độ dài của đoạn thẳng này thì chúng ta có thể tính bằng nhiều cách khác nhau. Đó là kỹ năng mà hôm nay thầy được hướng dẫn cho các em. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.